Đầu tiên, mình xin cảm ơn các nhà khảo cổ OSS Team đã đồng hành cùng chúng mình trong quá trình thực hiện video này. Nếu các bạn muốn được nêu danh ở đầu video, hãy ấn vào nút Join hoặc tham gia bên dưới để hưởng những đặc quyền chỉ dành riêng cho membership nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Sau một ngày vắng mặt thì hôm nay chúng mình đã quay trở lại để thông báo với các bạn một thông tin rằng mới đây thì đã có một nhóm các nhà cổ sinh vật học đến từ Hà Lan, Canada và Vương quốc Anh đã kiểm tra các vết mòn trên răng của một số loài thương long, loài bò sát thủy sinh lớn từ kỳ phấn trắng muộn đã lấp đầy nhiều hốc sinh thái trong hệ sinh thái biển. Kết quả là đã có những kết luận sơ bộ mới về việc loài thương long Mosasaur kén cá trộn canh. Chi tiết về nghiên cứu này là gì? Các bạn hãy cùng UJC tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Còn chờ gì nữa, hãy ấn like và subscribe rồi chúng ta cùng bắt đầu video thôi nào. Mosasaur là một nhóm bò sát biển săn mồi lớn sinh sống ở tất cả các đại dương trên thế giới trong kỷ phấn trắng muộn từ 90 đến 66 triệu năm trước. Những loài sinh vật này đã tuyệt chủng trong sự kiện tuyệt chủng cuối kỳ phấn trắng đã giết chết các loài khủng long không phải loài chim và 75% sự sống trên hành tinh. Mặc dù mối quan hệ của chúng với các loài bò sát khác không hoàn toàn chắc chắn, nhưng thương long dường như có quan hệ họ hàng gần gũi với một nhóm được gọi là thằn lằn giám sát. Hầu hết, các loài thương long đều có hai đường gờ răng cưa giống như lưỡi dao ở mặt trước và mặt sau của răng để giúp các con mồi. Femke Howarda, nhà cổ sinh vật học tại Đại học Utrecht và Bảo tàng cổ sinh vật học Hoàng gia Terrell nói rằng các loài bò sát Mosasaurus là những loài bò sát lớn, chủ yếu ở biển và là một trong số ít nhóm loài có vảy sống hoàn toàn dưới nước. Trong sự kiện tuyệt chủng 30 triệu năm trước của kỷ phấn trắng, thương long đã nhanh chóng phát triển thành nhiều hệ sinh thái khác nhau và chiếm giữ nhiều hốc sinh thái trong hệ sinh thái biển trên toàn cầu. Vào cuối kỷ phấn trắng, chúng đã được thành lập vững chắc thành một nhóm, thường được đưa ra giả thuyết là loài săn mồi đỉnh cao trong hầu hết các hệ sinh thái mà chúng sinh sống. Trong nghiên cứu của mình, tiến sĩ Howarda và các đồng nghiệp tập trung vào các loài Mosasaur sống ở khu vực ngày nay là phần đông nam của Hà Lan và đông bắc nước Bỉ trong thời đại Matrix của kỷ phấn trắng, từ 66 đến 68 triệu năm trước. Hiện nay, năm loài như vậy đã được công nhận: loài Mosasaurus hominy lớn dài trên 10 mét và loài Brachdactylodon. Loài Brachdactylodon cỡ trung bình và Pleoplatycarpus marci và loài Caridonens belgicus nhỏ dài 3 mét. Tiến sĩ Howarda giải thích, chúng tôi tò mò việc liệu loài thương long khác nhau xung quanh Matrix có thực sự cản trở nhau trong việc lựa chọn thức ăn hay không, hay liệu đây không phải là vấn đề quá lớn trong trường hợp không có dữ liệu về chất chứa trong dạ dày của thương long thời kỳ Matrix. Do đó, chúng tôi đã xem xét những vết xước nhỏ trên răng của chúng. Kiến sĩ Anne Srup, nhà cổ sinh vật học tại Đại học Utrecht, Bảo tàng Nature Matrix và Trung tâm Đa dạng sinh học Naturalis cho biết, chúng tôi đã tạo ra các khuôn răng Mosasaur bằng cao su silicon và đặt chúng vào máy quét 3D. Kỹ thuật này đã được sử dụng ở khủng long, nhưng chúng tôi là những người đầu tiên quan sát răng của thương long theo cách tương tự. Kết quả của nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng những con thương long này không có chế độ ăn uống được xác định rõ ràng hoặc phân chia chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Thêm vào đó đã xác định được 3 nhóm lớn. Một là thương long Caridonens belgicus và Pleoplatycarpus marci với giả thuyết trong không gian của loài bò sát hiện đại, chủ yếu là loài ăn cá hoặc tiêu thụ con mồi không xương sống cứng hơn. Hai là Brachdactylodon saturator và Brachdactylodon sectorius, chồng chéo với các loại bò sát còn tồn tại tiêu thụ số lượng lớn hơn các con mồi không xương sống mềm hơn. Và ba là Mosasaurus hominy, trải rộng trên một diện tích lớn hơn xét về các hạn chế và chế độ ăn uống. Tiến sĩ Strup cho biết, với nghiên cứu này, một số mảnh ghép còn thiếu từ thế giới kỳ phấn trắng mới nhất đã được tìm thấy từ lâu. Chúng tôi mong muốn hiểu rõ hơn về sự đa dạng, và điều đó trở nên dễ dàng hơn đối với chúng tôi vì các loài động vật được nghiên cứu đều đến từ cùng một hóa thạch và do đó có cùng thời kỳ. Vì vậy, thay vì chỉ mô tả một loài, chúng tôi xem xét toàn bộ hệ sinh thái. Vừa rồi là những thông tin mà chúng mình muốn gửi đến các bạn về nghiên cứu mới đây về loài thương long Mosasaur. Các bạn thấy sao về video này, hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Còn có yêu cầu mới nào thì cũng bình luận luôn để anh em UJC thực hiện trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.